Rồi. Chào mừng mấy bạn quay lại với kênh Hiệp Sư Miền Tây. Hôm nay mình quay cái video ngắn để mình cập nhật lại cái vườn làm trái của mình hôm nay như thế nào. Và cái giai đoạn mà cái trái là một 55 ngày, trái khoảng 2 kg và 2 kg mấy thì mình cần làm cái gì các bạn. Thì bây giờ nè, cái trên cái cây này để mình lia sơ cho mấy bạn xem. Trên cái cây này là mình để tới 40 mấy trái lận. Thì cái cây này chắc ăn là nó nuôi 40 mấy trái thì nổi, nhưng mà nó sẽ giật một số trái. Thí dụ như 45 trái, cây này là mình để gần 45 trái thì nó giật 3 4 trái như thế này là chuyện bình thường ha. Đó. Tại vì sao nó mới giật các bạn? Không phải là cây này nó nuôi không nổi đâu. Cái lượng trái nó lớn như thế này không phải là cây này nuôi không nổi đâu. Nhưng mà 45 thằng thì nó sẽ 45 trái thì nó sẽ có một số trái 3 trái, 4 trái đó. 45 người thì sẽ có một hai người yếu, thì bắt đầu ba bốn người yếu thì bắt đầu những người yếu này nó xin lép như thế này mà. Đó. Thì cái trái này á là lặt luôn ha, 1 kg mấy vẫn lặt. Đây mình bòn bẻ luôn cho nè, đặng cho nó tập trung nó nuôi mấy anh kia thôi. Bỏ nè, không hiệu quả là bỏ, mạnh tay bỏ đi, không có gì hết đấy nha. Mình lặt quá, trái này bán chay đâu mấy bạn nè, thấy không, nó có một học một bỏ liền, anh cho nó tập trung nó nuôi những cái trái trên cây này lại ha. Nó mình bỏ này thì cái trái này nè, mình bỏ cái này sau này sẽ nó chọn lên đó. Tại vì những cái thằng này mạnh thì nó lớn nhanh, những thằng yếu thì bắt buộc nó phải chậm lại một chút cho nó bị giật học là bình thường nha, chứ không có cái chuyện mà trên cây mình 40 mấy trái mà 40 mấy trái nó tròn những trái banh hết là không có đâu, không công nào làm được chuyện đó đâu các bạn. Đó. Từ từ mấy này sẽ lớn lên, đây tròn thì mình cứ để ha. Cái trái nhỏ dưới đây mình bỏ luôn, đang hồi mình bỏ, mình bứt cái trái bỏ nữa, trái này bỏ luôn các bạn, mình để coi, để vài ngày nữa, 2 3 ngày nữa để coi thằng này lớn nổi không. Tại vì những cái thằng này đó 50 mấy ngày rồi, cái trái sầu riêng của mình nó lớn tới 65 ngày là nó hết lớn nữa nha các bạn. Trái nhỏ này bỏ luôn nè, trái này nè nó có 2 học là bỏ luôn, ra mình cắt chiều nay là mình đi mình cắt hết mấy này rồi, mình tập trung vô những cái thằng mà mình để lại thôi cho nó lớn đều hết đó. Mấy bạn thấy không, tỷ lệ trái của mình nó rất là ngon, trái nó rất là xanh. Thì để được xanh da xanh ga như thế này do quá mấy bạn, mình đi cột lên mới được. Thì mấy bạn trước tiên vào làm trái, mấy bạn phải chuẩn bị cho mình một cây đọt, một bộ lá rất thật là đẹp đó. Cây của mình thì mình nhìn nó trong ra ngoài mấy bạn không thấy trái đâu, ở ngoài mấy bạn nhìn vô thấy không thấy trái đâu. Đây 2 trái xác đít này, bỏ trái nhỏ này luôn mấy bạn, không có cái kéo khó cắt quá, bỏ luôn ha. Cái trái này mấy bạn để, trái này tròn nè đó, nhưng mà mấy bạn để sau này nó con ký mấy à, nó xấu cái vườn của mình, bỏ luôn. Mình sẽ bỏ thêm 1 trái nữa, cây này mình bỏ thêm 1 trái nữa là nó còn khoảng 40 trái trên cây là ok rồi ha. Cứ mạnh dạn bỏ đi không sợ gì hết, tại vì những cái trái này á, trái này bỏ luôn nè, trái này được 3 học để luôn để ha. Nếu mấy bạn bỏ trái này thì trái này sẽ lớn lên, và 2 trái này là ok, trái này nó sẽ lớn lên nó tròn lại, trái này để cũng không làm được gì đâu. Đó. Đó, các bạn cứ canh cây mà để, canh sức cây và canh cái lượng cành, để trái theo cành ha. Nhắm coi cái cành nó nuôi được bao nhiêu trái thì mình để số lượng trái gì, là cho nó nuôi cái trái nó tròn đều lên, đẹp lên là ok. Rồi giai đoạn này có một số khách hàng hỏi mình, đó cái gai nè, nó cái gai nó có hiện tượng như thế này, gai đỏ đầu gai là bình thường, nha, không cần phải phun thuốc tốn tiền các bạn. Nếu các bạn muốn phun thì mình cho phun. Cái bo xanh của mình 70 ngàn một chai 400 lít nước đó, mấy bạn phun vô với cái quality ha, cái quality mấy bạn cộng 2 thứ đó vô, mấy bạn phun lên cho mình thì nó sẽ có hiện tượng nó xanh lên và dài, mấy bạn phun đi rồi vài ngày sau nó cũng đỏ cái đầu ra này lại à, nó là bình thường ha, không cần tốn tiền để phun cái này, khâu này cái khâu nào không tốn tiền, không cần mà tốn tiền thì dẹp ha. Nó đây mình quay vòng quay 1 2 cây nữa cho các bạn xem, trái này bỏ luôn theo mình là bỏ luôn nha đó. Bỏ không xài được là bỏ, không sợ gì hết các bạn, bự thì bự nè, 2 trái này nè ký mấy rồi bỏ gì đó bán cho ai. Rồi để mình qua 1 2 cây nữa thì tổng thấy cái vườn mình nó như vậy thôi. Cái góc này nè các bạn nhìn nè, tuyệt vời ha. Rồi các bạn, để mình qua 1 cây quay cái tiếp theo. À, cái nhánh này nè mình vừa 6 trái, nhưng mà 6 trái này á thay vì mình chừa 5 trái thì cái nhánh này nó 5 trái này thì 15 kg, thì mấy bạn chừa cho mình 6 trái thì nó cũng 15 kg rồi mấy bạn đó.
mục đích mà mình chừa sáu trái ăn cho nó so trái là mình tiễn, nhưng mà nó so trái là nó không giật hộp các bạn, trái nào nó cũng tròn hết thì mình để luôn sáu trái. Cái trái mà tầm 2 ký mấy, cái lái nó rất gái lái người ta mua rất là phái nha. Nó thì mình chừa cái lượng trái này thì cái trái nó tầm 2 ký mấy 3 ký trở lại, rất là đạt. Các bạn nhìn nè, tuyệt vời, nhánh này chín trái nè. Qua đây quay năm mình thấy mày rõ. Đây đó, này nhánh này 3 trái nè, nhánh này 6 trái nè, trên này 9 trái nè bạn. À, ở trên nè đó, cái gốc này nè tuyệt vời. À, cắt bỏ cái nhỏ này, mình tập trung mình nuôi này, cái nhánh này không là 11 trái nữa đó. Tuyệt vời ha, tỷ lệ cái trái mình là tròn hết nha bạn. Thì cây này 60 trái, 60 mấy trái thì nó lép 1-2 trái như thế này là bình thường, chấp nhận đó. 91 rồi, rồi 91 là tuyệt vời rồi, 91 người ta bán 40 chứ mấy bạn, phải bán 43-44 là bình thường nha. Đó, để mà được cái bộ lá như thế này, để mà được cái dàn bộ lá như thế này và cái dàn trái như thế này thì thứ nhất là phải dinh dưỡng nha các bạn, thứ hai nữa là mình vô làm trái mình nhắc lại là bộ lá mấy bạn phải đẹp thì cái trái nó mới xanh, trái nó mới lớn nhanh được nha. Còn phân này kia mấy phun này kia được chỉ là phụ thôi, nhưng mà để được cái trái mà loại một như thế này hết á thì mình có một cái bộ thuốc chuyên thổi trái tuyệt vời lắm mấy bạn. À, mình sẽ chia sẻ lên ha, mình lựa cái thời điểm thích hợp mình sẽ chia sẻ lên. À, tuyệt vời lắm. À, bộ lá đẹp nè, rồi trên cây trên trái mấy bạn phải thổi trái lên và mấy bạn đi nè bk dưới nữa hả. À, thì cái trái nó mới mở không đều hết và nó tròn được như thế này nha, chứ không phải bón phân không cũng chưa đủ đâu nha mấy bạn, bộ lá đẹp cũng chưa đủ, dinh dưỡng nữa, dinh dưỡng cái giai đoạn này là rất là quan trọng. Thì cái trái cỡ này thì nó hết lớn rồi ha, 2 ký mấy rồi, nó còn lớn khoảng 10 ngày nó là hết lớn rồi. Đây một mình quay thêm 1-2 cây nữa, mình quay thêm vài cây nữa mấy bạn chịu khó xem ha. Làm sầu riêng mệt mỏi rồi, bây giờ mình chịu khó mình xem mình thưởng ngoạn cái trái ha, mình nhìn cho nó đỡ mệt ha, đang mình làm nó có cái niềm vui mấy bạn. Đây hả, tuyệt vời, nó đang đi đọt nữa, cây này đang đi đọt lại rồi, tuyệt vời luôn, trái tròn đều ha. Cây này 30-40 trái á, cây này mình cũng sẽ lật 1-2 trái nữa, 1-2 trái nào nó bị giật nó bị méo mình lật quá nè, bạn thấy là 5 trái nè đều hết, nhưng mà trái này nó mạnh nhất thì nó bự nhất, còn những cái trái này nè các bạn thấy nó yếu hơn, nó yếu hơn thằng này, thằng này thì ít đỏ đầu gai, còn thằng này nó yếu thì nó có hiện tượng là nó đỏ đầu gai, thằng này nó mạnh thì nó ít hơn là bình thường. Đây, tuyệt vời mấy bạn. Rồi qua mình quay thêm 1-2 cây nữa mình cười kết thúc video nha. Rồi mình sẽ qua quay tiếp theo đó. Đọt đang đi nữa bạn, cây này là đọt đi 5 lá rồi, trái trong đây nè, phải giật nha, giật là bình thường nha. Đọt đi tất nhiên là cái đọt ở ngoài đó đi thì cái trái trong đây nó sẽ chậm lớn vài ngày là bình thường đó. Này, cái lượng trái mình thấy ra rất là đều và cũng rất là tròn. Này mình mới bỏ nè, này mình mới ngắt cái trái này bỏ nè các bạn nè, các bạn thấy không, mấy thằng lép này á mà trên cây mình nó đủ trái rồi, mà mấy bạn thấy cái trái nó mình nó chậm lớn thì những cái thằng này mình nên bỏ đi, trái này 1 ký rồi bỏ ha, ăn cho nó tập trung nó nuôi những cái thằng bự ở trong đây thôi. Mấy cái trái này mình bỏ nữa, tuyệt vời lắm. Mấy bạn chịu khó xem cái video này hơi dài, đây mình quay trái cho anh em xem đó, biết bao nhiêu công sức
mình bỏ vô đây rồi, thì bây giờ mình quay lên cho anh em xem, anh em thưởng ngoạn ha. Đây cũng là một cái niềm vui cho anh em làm vườn đó, tuyệt vời lắm bạn. Mấy bạn thấy đó, mấy bạn coi lại cái những cái video cũ của mình đó, lúc mà mình để trái nó tròn vo hết á, nhưng mà bây giờ đi vô giai đoạn mà nó so trái đỏ trái với nhau nó vẫn bị giật học, đó là chuyện bình thường nha. Cái lúc trước á mình để trái rất là tròn hết, nhưng mà bây giờ nè mấy bạn thấy không, nó cũng phải giật nè đó. Nhưng mà cái tỷ lệ trái của mình ở trên cây nó tròn hết, chấp nhận được. Đây cây okay, tiếp theo các bạn nè, mấy bạn thấy không? Cái cây mình á trái bị lớn rồi nè, nhưng mà nó có hiện tượng đi đọt là tuyệt vời nè. Cỡ này mới cho đi đọt nha, còn mà cỡ bằng nắm tay là đi đọt là thua, mình nói đó. Đây các bạn thấy nè, cái cây nó nhỏ xíu vậy nè, cái gốc nè, cái gốc nó chưa bằng bắp đùi mình đó mấy bạn. Cái gốc cây á nó chưa bằng bắp đùi mình nữa. Đây mình nói nha, như nãy mình nói đó là giai đoạn này có nghiệp sáp, nhưng mà mình đã phun rồi nè, mình phun người rồi, giờ cái nghiệp sáp nó chết rồi mấy bạn. Nó nghiệp sáp thì dễ lắm, nó dễ chỉ lắm, tại vì con nghiệp sáp á nó không di chuyển được, nó do cái con kiến hôi, cái mùa nắng gắt này là cái mùa của nghiệp sáp, do cái con kiến hôi á, con kiến đen đó mấy bạn, nó tha lên ha, tha lên những cái trái này thôi, chứ con nghiệp sáp nó không di chuyển được, mình phun thuốc chúng nó cái là chết à. Đây mấy bạn nhìn cái gốc này nè, này cái cây nè nhỏ xíu vậy nè, bằng hai gang tay mình bắp lại à, nhưng mà mình để trái nè mấy bạn. Cái cây này là nó tròn nhất, cái cây này là không có trái nào bị giật học luôn ha, cái cây này là tròn nhất trong cái vườn của mình. Mấy bạn thấy nè, nó nhỏ mà có vỏ ha, chút xíu mà đẻ thấy ghê không mấy bạn. Mình quay cái video đặng anh em thưởng ngoạn ha, sau những giây phút lao động chăm sóc mằng cho cây sầu riêng, rồi bỏ biết bao nhiêu chi phí vô cây sầu riêng rồi đó. Mình có cái video này mình coi đang mình thưởng ngoạn, đang mình làm cái động lực rồi mình chăm sóc nó tiếp mấy bạn đó. Cái gốc này nè tuyệt vời, cái gốc này phải tròn vo hết à nè. Đây mình cũng có nè, nó cái hiện tượng bể gai nè, nước gai nè, không sao hết. Mình đáng lẽ là mình lấy cái bò xanh, lấy chút xíu mình vô mình quay cái bò xanh với cái quality cho các bạn xem mình phun. Nếu mấy bạn nào mà có bị nóng ruột muốn phun thì phun, tiếp theo mình là không cần phun ha, mình không muốn khách hàng tốn tiền gì những cái câu đó. Cây này không làm cháy đó, sẵn rồi đi ngang phun như nó luôn, nó ra bông sẵn đi ngang phun luôn, đậu được rồi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trái, 12 trái, nhưng mà hai trái nhỏ này thì mình cốp lại một trái rồi đó. Chục trái với 30 kg, 30 kg ký 40.000 thôi, ký 40.000 cũng được chịu mấy các bạn. 40.000 ký thôi cũng được chịu mấy thôi, cũng được. Năm sau chịu mấy, năm sau cho nó 100.000 là bắt đầu năm sau là mình lụm bao 40 trái là bình thường. Đây cái bộ lá nè, các bạn thấy không, mình làm sao mà cái sầu riêng mình mà chuẩn bị thu á, mà cái bộ lá là như thế này thì xong á, mình phục hồi là rất là dễ, rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi mình quay một cây nữa mình kết thúc video nha, video dài rồi. Đây nãy mình lật nè các bạn nè, cái trái này nè, cái này được hai học nhưng mà mình lật luôn nè, cái trái này nằm chung cuốn này nữa bạn đó, mình mới lật đó đó. Cái chà bá gì mình vẫn lật, nó méo nó cong thì mình lật đi bạn, đang cho tập trung nó nuôi thằng này thôi, nuôi trái này thôi là được rồi đó. Mình sẽ cắt thêm một hai trái nữa, trái này chắc mình cắt luôn, mình ngược sáng rồi đó. Một là mình cắt cái này, hai là mình cắt cái này, trái ngoài đó, tại vì trái này nó 4 trái ha, thì mình cắt một trái, mình cắt thêm 2-3 trái nữa trên cây này đặng cho nó tập trung nó nuôi những cái trái tròn thôi. Nhưng mà mình cắt á, để mình đếm cho bạn coi nè, có một số bạn coi trên video của mình á nói là cái cây của mình bị thiếu trái, không thiếu trái đâu nha mấy bạn nè, mấy bạn xem nè, 3 nè, 3 với đây 4 nè mấy bạn, 4 là 7 nè ha, 7 nè, 7 với 2 là 9 nè, 10 nè, 10 với đây 4 là 13 nè mấy bạn nè, với đây 4 nè, 13 nè, hơi ngược sáng rồi, trên đây 3 trái nó là 17 nè, 17 với 3 là 20 nữa bạn, 20 nè, với 3 là 26 nè bạn, 26 là dưới trên 3 nó là 29 nè, 29 nè, dưới đây 3 nữa nè, là 32 nè,
32 với gốc này thôi, 5 trái nè các bạn. 37 nè, 37 này 2 là 39 nè. 39 với 4 là 41 nữa các bạn. 41 với trên kia một trái nữa. Đó là 50 trái, 42 trái. Đó. Mà mình cắt đây một trái rồi là 43 trái mình cắt đây một trái rồi. Bây giờ 43 trái. Mình đã cắt một trái trên cây. Thì trên cây nó còn lại 42 trái, 42 trái thì cây này mình cắt thêm 2 trái nữa là 40 trái là cây này là tuyệt vời bạn. Là vừa luôn. Ha. Cắt bỏ. Tại sao những thằng này bị giật học đi giọt chắc ăn đi đọt cái trái mình chậm lớn nha, mấy bạn biết là mấy cái video trước của mình đăng đó là cái trái nó rất là tròn mà bây giờ nó đi đọt nó bị giật. Tại sao nó bị giật? Thì do nó yếu hơn ta là nó giật thôi. Đó, trái này để luôn, để luôn, trái này tròn quá, để luôn nha. Đó đây mình đi từ từ cho các bạn xem, tuyệt vời lắm mấy bạn ha. Đây là cái khâu cuối cùng, cái khâu quan trọng nhất đó. Đây là cái đích đến mà ai làm sầu riêng cũng muốn tới à, đây là cái đích cuối cùng đó. Tuyệt vời, đi tới đâu cũng thấy trái hết đó. Anh em chịu khó xem cái video này hơi dài, mình quay có 5-6 cây thôi đó mà cũng đã 10 mấy phút rồi. Rồi giai đoạn này chuẩn bị bón một cử nữa 3 số 15 cho trái nó ổn định lại, rồi bắt đầu cái cuối cùng là mình cho nó lên cơm thì mình bón. Thứ nhất là 12, 11, 18 hoặc là 15, 11, 18 cũng được các bạn. Mình xài có da ga không nha, anh em nào xài thì mình nên khuyến cáo là xài có da ga đó. Thì cái bao phân hồi mình cho mình quay luôn. Và cái hiện tượng này không, người khách hàng hỏi cho mình nhiều, hỏi mình nhiều là cái hiện tượng này nè đó, anh em thấy không, là bình thường không cần phun nè. Với mình là không cần phun cái này để tốn tiền đó, không cần phun khâu này. Rồi để mình vô trái rất là tròn, các bạn thấy không, để mình vô mình quay cái bao phân đây là BK mà mình xài. Và cái tình trạng nếu mà các bạn muốn khắc phục thì mình sẽ cho phun lên trên cây, nhưng mà theo dưới mình là không cần, nhưng mà mình chia sẻ luôn ha. Đó, ai muốn phun thì phun, ai nóng ruột thì phun, mình là không phun. Cái khâu nào mà thâu tóm được là nhẹ được cho khách hàng mình là mình làm liền các bạn, mình không có cái gì mà cũng kêu người ta làm đâu. Đó. Mời mình cảnh mình đi cắt thêm mấy trái nữa là xong, cắt một trái ngoài đó hay là trái này ha, như mình lựa một trái nào eo nữa, tầm nào ba trái mà bị eo nữa là mình cắt bỏ là xong thôi, đợi tới ngày trái nó già thì bán thôi. Đó là nè, trái trà bá nè, bằng gót chân của mình rồi nè, nhưng mà mình vẫn cắt bỏ, nó bị eo, nó hai học mà nó không lớn nổi thì cắt bỏ chỉ để làm gì mà. Rồi kết thúc video ha, để vô mình quay cái bao nào bị ca cho các bạn xem. Và nếu ai muốn phun thì trái nó xanh lên, mà trái mình rất là xanh thì mình cũng không cần phun, nó ai muốn phun thì cứ chia sẻ thuốc luôn. Rồi đây mấy bạn, đây là cái bao da ga mình bón nha. Đó thì như mình nói là mấy mẫu là mấy bạn đi cái dòng da ga này 3 số 15 hay là 15, 11, 18 cũng được, tại vì cái trái của mình nó bây giờ là 65 ngày rồi, 55 ngày xin lỗi, 55 ngày rồi thì nó cũng muốn hết lớn rồi các bạn. Thì cái bao này mình bán tại đại lý của mình á, tại cửa hàng mình là 400.000 ha. Một cây như nãy 40 trái á thì mình đi cho nó nửa ký thôi là đạt rồi các bạn. Đó, thì cử cuối cùng mình mới đi là 15 11 18. Đó, đặng 18 này làm gì, cái kali nó cao lên đặng cho nó vàng, đặng cái cơm nó vàng ha, lên cơm. Thì lái vô thử, cơm mình vàng thì lái cắt liền ha, còn cái cơm mà mình bón kali thấp quá thì cái trái nó sẽ chậm lên cơm. 2-3 ngày thì nó neo cây mình, nó mệt cây của mình thôi. Đó, da ga là hàng chuẩn nha, thì cái nó thương hiệu nó thì anh em biết rồi. Rồi để mình vô mình chia sẻ cái bộ thuốc em phun vô trái nha, để khắc phục cái tình trạng mà bị đỏ gai nha. Rồi mấy bạn ha, nếu ai muốn phun thì mình sẽ cho phun như thế này. Đây là một chai bo xanh, nó là dạng như là bo và nó dạng như là gông biển thôi mấy bạn. Đó thì mình phun vô thì cái trái mình nó bắt đầu nó sẽ xanh lại ha. Thì cái chai này 70.400 lít nước, còn quality mình sẽ đưa thêm một quality nữa, quality thì 80.200 lít nước. Thì mấy bạn biết rồi, phun vô trái không thì nó không tốn bao nhiêu lít nước đâu. Thì cái quality này mục đích á là mình đưa cái canxi và cái magie. Thứ nhất là cái magie thì nó xanh trái, cái canxi thì nó cứng vỏ, thì nó sẽ giảm được cái tình trạng mà nó nứt gai ha. Đó, như mình nói rồi đó, ai muốn phun thì phun, không phun thì thôi, mình thì không khuyến cáo phun. Đó
với mình thì cái đó này nó không quan trọng. Rồi 70.000 400 lít nước, 80.000 cho 200 lít nước. Rồi cũng được trái, không tốn bao nhiêu tiền thuốc hết cho mấy bạn, không tốn bao nhiêu thuốc hết. Rồi nha, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây là cái chỗ mà mình vừa thuốc nhỏ nhỏ thôi các bạn, đơn giản thôi nha. Còn cửa hàng lớn mình còn cửa hàng lớn, ai cần gì thì qua cửa hàng lớn. Còn ở đây là mình chủ yếu là mình để mình xa nhà và mình đưa cho những khách hàng mà gần ở đây người ta xài ha, người ta chạy qua tới nhà thì mình đưa thôi, chứ đâu có gì mà bắt ta chạy lên cửa hàng hết. Những cái khách hàng gần ở đây thì mình cho mình đưa sản phẩm cho nó gần, cho nó tiện cho người ta. Rồi chào mấy bạn.